Hai Tây Phú chào tất cả các bạn. Hôm nay mình show bài Guppy Full Get. Bài này tầm khoảng 2 tháng rưỡi nha các bạn. Cá này thì các bạn đang xem clip này thì cá sai bố mẹ nha. Sai cá giống của trại luôn á. Các bạn nhìn màu thấy không? Rất là tươi. Mái toàn là mái bụng bầu bụng chữa không à. Các bạn mua về là đẻ liền, đẻ ngay. Các bạn mua về có thể là làm giống, nhân giống hay là các bạn nuôi hồ thủy sinh gì thì rất là ok. Nói chung thì cá rất là đẹp. Và clip kế tiếp thì bày lứa giống như bày mới trưởng thành mới lớn. Nói chung thì các bạn thích mua loại nào thì các bạn cứ chạy cá các bạn thức nguyện, có rất là nhiều loại cá bể màu và cá beta này kia nọ đó. Các bạn thấy thích thì các bạn liên hệ qua Facebook và số điện thoại của bạn Thức Nguyễn mình để trên video á, để liên hệ và trao đổi với chủ chạy cá. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh mình Tây Phú.